Sáng nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức triển khai công điện của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh và các chuyên đề xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị địa phương phải siết chặt trật tự kỷ cương trong chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp xe cơi nới thành thùng, xe chở quá khổ, quá tải hoạt động trên địa bàn, tuần tra kiểm soát xử lý nồng độ cồn, tiến tới hình thành thói quen văn hóa đã uống rượu bia không lái xe, tập trung theo trên từng tuyến, từng địa bàn cụ thể, phối hợp chặt chẽ với cơ quan cảnh sát điều tra, củng cố hồ sơ xử lý nghiêm đối với những người cố tình đâm xô phương tiện vào cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định, quá trình xử lý tuyệt đối thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cũng đã triển khai hai kế hoạch và sẽ thực hiện từ nay đến hết cuối năm 2023, gồm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề chở hàng quá tải trọng, quá vạch dấu mớn nước an toàn, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo, hoán cải phương tiện, tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ và đường thủy nội địa mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn.